chúng sinh nghiệp đầy trời, không phải minh sư nào cũng sẵn sàng chịu khổ. Có một vị tôi nhớ một minh sư, có lẽ ở Tây Tạng hoặc nơi nào đó. Có lần, một trong các cô con gái của người bảo trợ mang thức ăn cho ngài, và ngài định quan hệ thể xác với cô ấy. Thế là cô ấy khóc lóc và chạy về nhà, mách với mẹ. Mẹ cô dẫn con gái trở lại và nói, con xin lỗi, con gái của con thật vô minh. Xin vui lòng, cháu là của ngài. Xin đừng lo, con đã bảo cháu rồi. Nếu ngài cần, vì lý do nào đó, xin vui lòng, cháu là của ngài. Nhưng vị minh sư từ chối, nói, không, bây giờ quá muộn rồi, ta không cần cô ấy nữa. Bởi vì ta mới thấy một người bạn của ta sắp bị tái sinh vào một cõi ác, với hình dạng động vật ác. Vậy nên ta chỉ muốn giúp ông ấy sinh ra làm người, rồi ta có thể tiếp tục giúp ông ấy. Nhưng cô ấy bỏ chạy. Và giờ thì đã quá muộn, ông ấy đi mất rồi. Ông ấy đã đầu thai làm động vật rồi, cho nên bây giờ không cần nữa. Nhưng cảm ơn bà. Không phải minh sư nào cũng làm điều này. Rất hiếm khi. Rất hiếm khi minh sư cho hết tất cả. Có thể vị minh sư không biết, cũng có thể vị minh sư biết, nhưng không muốn. Nhiều vị minh sư thậm chí không muốn dạy học trò, hoặc dạy rất ít học trò. Chọn vài người sau khi quan sát một thời gian dài, rất lâu, những người đến làm việc cho ngài, và làm vài việc lao động cực nhọc nào đó để kiếm công đức, rồi vị minh sư quan sát xem người nào có tiềm năng hơn cho chuyện thật, cho tâm ấn thật sự. Cho nên ví dụ trường hợp của minh sư Huệ Năng, mặc dù ngài Hoằng Nhẫn, ngũ tổ sau Bồ Đề Đạt Ma, có nhiều người đến với ngài, người giàu có, người nổi tiếng, người có thế lực, người thường dân và các tăng sĩ, họ cũng đến xuất gia với ngài, nhưng ngài không thật sự dạy họ nhiều. Có lẽ chỉ niệm danh hiệu Phật, lại tượng, tụng kinh sáng và kinh tối. Buổi lễ sáng và tối cho ma và cho mọi chúng sinh để cầu nguyện cho mọi người. Nên khi ngài ra bài khảo, bài thi để xem ai xứng đáng làm người kế vị của ngài, thì người giỏi nhất trong số người gọi là đệ tử xuất gia của ngài viết một vài câu kệ. Hình như tôi cũng tự viết được, rất thông thường, rất cổ điển, rất an toàn. Rất an toàn, bốn câu kệ. Cho đến khi Huệ Năng đến, và rồi ngài viết vài câu khác, ngài không biết viết, không biết đọc tiếng Hoa, bởi vì ngài đến từ Âu Lạc Việt Nam lúc bấy giờ. Nhưng ngài nhờ người khác viết giúp ngài, và nó siêu phàm hơn bất cứ gì mà tất cả đệ tử khác có thể tưởng tượng được, hoặc có thể nghĩ ra. Không phải những gì ngài viết, mà ngài thật sự liễu ngộ điều đó, bởi vì ngài đã khai ngộ siêu đẳng rồi. Ngài đã khai ngộ trước khi ngài đến với minh sư này, nhưng rồi vị minh sư này dĩ nhiên đã truyền pháp chính thức cho ngài, và ngài trở thành hoàn toàn khai ngộ sau đó. Vì thế, quý vị có thể thấy những gì ngài viết. Tôi không cố ý giải thích Kinh Kim Cang ở đây, nên chúng ta bỏ qua điều đó. Tôi chỉ muốn nói với quý vị rằng, bài kệ của ngài phản ánh những gì ngài đã liễu ngộ bên trong. Thành ra, sư tổ Hoằng Nhẫn đã trao y bát cho ngài, y phục và bình bát mà đã được để lại từ thời Bồ Đề Đạt Ma, dành cho người kế vị. Chúng chỉ là biểu tượng của sự kế vị, chúng không tốn gì nhiều. Chỉ là một áo cà sa bình thường và một bình bát bình thường của nhà sư. Nó không phải là bằng vàng hoặc kim cương hoặc bất cứ gì quý báu cho lắm. Thế mà có người còn đuổi theo ngài Huệ Năng sau đó, tìm cách giết ngài để lấy những thứ này. Nhiều người muốn giết ngài hoặc hại ngài để lấy áo cà sa này và bình bát, không phải vì chúng quý giá. Chỉ là chúng biểu tượng cho địa vị minh sư. Minh sư được kế vị và họ không thích thấy một người Âu Lạc Việt Nam mới đến không lâu lắm, mà rồi đi ra với báu vật quý nhất của Trung Quốc lúc bấy giờ. Thậm chí không nhiều vị minh sư muốn truyền tâm ấn cho đệ tử. Milarepa, ngài phải làm việc một thời gian dài, rất lâu, và chịu rất nhiều đánh đập, la mắng. Và rồi ngài thậm chí lẻn vào khu vực khác để tìm vị đại đệ tử đã thọ tâm ấn, giống như sứ giả Quán Âm ngày nay,
để thọ tâm ấn, nhưng không hiệu nghiệm. Ngài không thể nghiệm gì hết, không ánh sáng thiên đàng nội tại, không âm thanh thiên đàng nội tại, bởi vì vị sư phụ chính Ma Pha chưa cho phép. Không phải vị đà đệ tử là người truyền tâm ấn, mà do minh sư truyền, dù minh sư không hiện diện ở đó. Cũng như đôi khi quý vị thọ tâm ấn ở đây, tôi không có mặt ở đây, nhưng quý vị vẫn có thể nghiệm. Nghĩa là vào thời xưa, không có nhiều minh sư sẵn lòng nhận nhiều đệ tử. Có thể tín đồ thì được. Có thể đi đi lại lại, dọn dẹp chùa để kiếm công đức, sửa bàn thờ Phật, nấu ăn cho đại chúng, đủ mọi việc, nhưng không phải đệ tử. Bởi vì truyền tâm ấn có nghĩa là quý vị phải gánh nghiệp của người đó, đời đời kiếp kiếp, đời đời kiếp kiếp, ức kiếp này sang ức kiếp khác, vô lượng kiếp này sang vô lượng kiếp khác. Nghiệp của riêng một người thôi có thể phủ kín cả bầu trời. Đức Phật đã nói vậy. Đừng nói chi tới gia đình, bằng hữu, người thân của họ, các bà vợ và 5, 6, 7, 8, 9 đời phía sau, phía trước nữa. Cho nên, không phải minh sư nào cũng sẵn lòng chịu khổ, hoặc không nhiều vị minh sư có đủ lực lượng để gánh chịu tất cả nghiệp đó. Cho nên, đừng nói chi về bất cứ điều gì khác phi thường như cống hiến phàm thân của Ngài qua sự tiếp xúc thể xác. Nếu có minh sư nào hy sinh bất cứ gì, thì đó là qua sự đau khổ của thân thể. Ví dụ như Chúa Giê-xu, phúc lành cho Ngài, Ngài Đại Tiên Tri Mohammed, bình an đến với Ngài, hoặc thậm chí Phật, Ngài phải chịu khổ, nhưng không được ghi chép lại nhiều bởi vì Phật là đàn ông. Đàn ông, họ không nói nhiều về sự đau khổ của họ, cho dù họ hầu như không bước đi nổi rồi, họ vẫn nói, không sao, tôi ổn. Đắng mài râu mà, chỉ là họ không quen như vậy. Họ chỉ được dạy là chịu đựng tất cả, giữ riêng một mình, thì như vậy cũng tốt. Tôi không làm như vậy. Tôi không làm kiểu mài râu này. Thường thì tôi làm vậy. Chỉ là nếu có thể, tôi nói ra cho một số quý vị biết, để quý vị đừng có ảo tưởng về việc làm minh sư vẻ vang thế nào, đẹp thế nào và dễ thế nào. Chỉ đi ra vào ngày Chủ nhật, đeo kính đẹp và nói những điều tốt đẹp, và có rất nhiều hộ pháp xung quanh vào ngày Chủ nhật. Nên nếu minh sư đau khổ, hầu hết chỉ là đau đớn về thể xác. Rất hiếm khi vị minh sư chịu khổ như truyền tôi vừa kể với quý vị về vị Lạt Ma định quan hệ thể xác với cô con gái của gia đình tốt đó. Là thế này, nếu quý vị chịu khổ về thể xác, ví dụ như Chúa Giê-xu, mọi người sẽ tôn thờ quý vị, khóc thương cho quý vị, cầu nguyện cho quý vị, và họ vẫn tôn thờ quý vị đến hàng ngàn năm. Bởi vì đó là sự hy sinh thực sự, rõ ràng và thật khủng khiếp. Dù vậy, thật kinh khủng khi bị đóng đinh trên thập tự giá và chịu đựng sự sỉ nhục, đau đớn và khổ sở, thậm chí trước khi bị đóng đinh nữa. Vì thế, nhiều minh sư đã bị tra tấn, bỏ độc, bị gây thương tích, sát hại, bị lột da sống, thiêu sống, v.v. Tất cả chúng ta đều biết điều này. Nhưng chịu khổ qua thể xác mà chúng ta gọi là quan hệ thể xác lại là một chuyện khác. Đây thật sự là điều tột bậc. Cho nên quý vị hầu như không nghe nói có minh sư nào làm điều đó, ngoại trừ một vị tôi kể với quý vị, mà dù sao cũng rất ít được nói đến. Nhiều tăng sĩ sẽ không thích nghe điều đó, không chấp nhận điều đó. Master Thanh Hải Vô Thượng Sư khai thị vào ngày 6 tháng 10 năm 2019, phần 2 của bài Chế Ngự Ham Muốn và Chọn Pháp Môn Khai Ngộ An Toàn Nhất. Lời Pháp Cam Lộ. Nếu vẫn chưa đồng cảm được với nỗi khổ đau của người khác hoặc chưa thể cảm thông với tâm trạng của họ, thì chúng ta vẫn còn xa cách đạo. Tu hành càng nhiều, càng thông cảm người, càng khoan dung người, càng tiếp nhận ý kiến của người, tiếp nhận đẳng cấp hiểu biết của người, tôn trọng quyền tự do tư tưởng của người, bởi vì vũ trụ này rất tự tại. Tất cả mọi đau khổ đều không bắt nguồn từ hoàn cảnh bên ngoài, mà bắt nguồn từ thái độ của chính chúng ta.
Học hỏi chân lý chỉ cần có tâm trống rỗng, khiêm tốn, chân thành là được. Người tu hành cần phải có năng lực phán đoán, ứng biến với hoàn cảnh thật sáng suốt, không phải hoàn cảnh nào cũng phản ứng giống nhau. Chỉ khi nào tìm được Thượng Đế, chúng ta mới tìm được niềm hạnh phúc thật, bình an thật trong đời này và vĩnh viễn. Sư phụ khai thị lời hứa của Thượng Đế. Chúng ta không nhất thiết phải bỏ cả thế giới để biết Thượng Đế. Không, không. Thượng Đế tạo nên mọi thứ để chúng ta hưởng thụ. Ngài tạo nên người nữ xinh đẹp để làm vợ quý vị, để quý vị có thể yêu thương. Cho quý vị những đứa con xinh đẹp và ngoan ngoãn, để quý vị biết yêu thương, bảo vệ và hy sinh cho chúng, và từ đó sẽ biết được tình thương vô điều kiện là gì. Thượng Đế muốn quý vị có tất cả những thứ này, nhưng nếu chúng ta chỉ có thế giới mà không có Thượng Đế, chúng ta chỉ có một nửa. Chúng ta thậm chí cũng không được một nửa. Chúng ta chỉ có một chút, bởi vì chúng ta sẽ mất hết tất cả. Nhưng một khi chúng ta có được Thượng Đế, chúng ta sẽ có được tất cả. Hãy tìm thiên quốc của Thượng Đế trước, rồi mọi thứ khác sẽ đến. Đây là lời hứa của Thượng Đế với chúng ta. Món quà quý nhất. Khi thiền càng lúc càng nhiều hơn, cuối cùng chúng ta sẽ nhận ra rằng mình không cần điều gì cả. Nhưng cho dù chúng ta không cần thứ gì, Thượng Đế vẫn chăm sóc để chúng ta có được tất cả những thứ cần thiết trong đời. Mỗi ngày là một phép lạ cho chúng ta. Chúng ta ngày càng hạnh phúc và có tình thương hơn. Đó là món quà quý giá nhất từ Thượng Đế. Và nếu Ngài cho chúng ta ân phúc về tài chánh, điều này cũng tốt. Nếu Ngài ban cho chúng ta một quan hệ tình cảm yêu thương, thì cũng tốt. Nếu Ngài cho chúng ta thêm nhà hay thêm xe, chúng ta cũng chấp nhận. Mọi thứ Thượng Đế ban cho đều tốt. Chúng ta không nói, Thượng Đế, con không muốn những thứ vật chất đó. Đó không phải là điều con muốn. Bất cứ gì Ngài cho chúng ta đều tốt. Chúng ta có thể chia sẻ với tất cả mọi người, điều này cũng tốt. Đó là cách mà thế giới trở thành thiên đàng. Mọi người chia sẻ với nhau, mọi người sẽ hạnh phúc hơn. Phát động lực lượng toàn năng và vui hưởng hạnh phúc thiên đàng tại thế. Chánh, làm cách nào để tránh tạp niệm trong khi thiền định? Sư phụ, bất cứ khi nào tạp niệm khởi lên trong thiền định, vừa nhớ tới thì hãy quên đi liền. Dẹp bỏ tư tưởng này và tiếp tục với hồng danh. Chúng ta phải thực hành. Tất cả đều đòi hỏi sự thực hành. Bởi vì gần trung tâm não bộ của chúng ta có một điểm mà trên thực tế là trung tâm hoàn toàn thông minh, hạnh phúc và hỷ lạc. Nếu chúng ta tiếp xúc với trung tâm này qua ý chí tư tưởng, nó sẽ khởi động tất cả. Hãy luôn luôn cầu nguyện. Trước khi thiền, nếu quá khó khăn, hãy cầu nguyện ngắn gọn và nói: Sư phụ, xin hiện ra, xin giúp đỡ, còn muốn nhận biết Ngài. Hãy cầu nguyện vì sư phụ bên trong của quý vị không phải là sư phụ Thanh Hải. Bởi vì tất cả chúng ta đều có trung tâm này, tất cả chúng ta đều có vị minh sư vô hình bên trong, đó là chân ngã của chúng ta, được đánh thức bởi lòng thành khẩn và tư tưởng yêu thương của chúng ta. Chúng ta rất muốn nhận biết chính mình, muốn trở nên tốt đẹp hơn, muốn giống như Thượng Đế, muốn trở thành cao thượng. Chúng ta muốn như vậy, nên có thể cầu nguyện, xin giúp con nhận biết vị minh sư. Quý vị có thể gọi đó là chân ngã, minh sư, Phật hay Thượng Đế, bất cứ gọi là gì cũng không sao. Nhưng hãy kêu gọi lực lượng này, kêu gọi bản ngã của mình, căn nhà nguyên thủy của tất cả mọi linh hồn, và rồi nó sẽ đến. Đừng quên cầu nguyện, nhưng chỉ cầu nguyện một chút thôi, đừng quá ràng buộc vào đó, rồi ngồi đó cầu cả đêm. Bởi vì mục đích của chúng ta không phải là cầu nguyện bất cứ ai, mà là nhận biết bản ngã của mình. Nhưng nếu chúng ta quá yếu đuối, chúng ta cầu nguyện để bản ngã mình bước ra. Thật vậy, điều này có ích lợi. Vì vậy, bất cứ khi nào cần thiết, chỉ cần cầu nguyện bản ngã rồi tập trung trở lại. Bằng không, thiên đàng vẫn chờ đợi quý vị, những người thành tâm, những người không màng đến sự hiện hữu vật chất. Cho nên đừng lo lắng.
Nếu quý vị giữ giới luật và cố gắng hết sức mình, thiên đàng sẽ chờ đợi quý vị, dù quý vị thường có thể nghiệm hay không. Nếu có thể nghiệm thì tốt hơn cho chúng ta. Chúng ta cảm thấy được bổ sung sau đó. Giống như là một luồng điện chạy qua sợi dây điện, quý vị sẽ cảm thấy ấm áp. Quý vị sẽ cảm thấy mình không cần bất cứ thứ gì trên thế giới này nữa. Quý vị chỉ cảm thấy mãn nguyện bên trong chính mình. Master Thanh Hải, Vô Thượng Sư khai thị tại Tangyaba vào ngày 26 tháng 4 năm 1997. Nguyên văn tiếng Anh. DVD số 603.